Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, ngày cuối cùng của khóa tu tuổi trẻ lần thứ 10 tại chùa Bằng Linh Tiên Tự với chủ đề Theo Phật còn hạnh phúc đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên trong lòng 500 khóa sinh tham dự. Đây là ngày tu cuối cùng của các bạn trẻ, khép lại chuyến hành trình du lịch tâm linh tràn đầy những kỷ niệm đẹp. Cũng như thường ngày, các bạn đã dậy từ 5 giờ sáng và tập thể dục theo sự hướng dẫn của quý thầy trong ban tổ chức sau đó đại chúng nhất tâm chắp tay búp sen thành kính tụng thời kinh vu lan báo hiếu cầu nguyện cho tổ tiên qua vãng nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ ông bà cha mẹ hiện tiền tăng phúc tăng thọ bản kinh này cũng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc giúp các bạn thấu hiểu được công ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của mẹ cha để từ đó biết trân trọng tình cảm gia đình thiêng liêng biết sống hiếu thảo yêu thương cha mẹ của mình sau một thời gian tu tập dưới mái giả lam thanh tịnh, 308 bạn khóa sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ tại Chùa Bằng Linh Tiên Tự đã phát tâm thiện lành, muốn quy y tam bảo, trở thành người đệ tử chân chính thuận thành của Đức Thế Tôn, sống cuộc đời tỉnh thức. Đáp ứng mong muốn đó, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Bảo Nghiêm cùng Chư Tăng đã đăng đàn truyền thụ tam quy ngũ giới cho các thiện nam tín nữ. Chương trình khóa tu tù tuổi trẻ lần thứ 10 với chủ đề Theo Phật còn hạnh phúc do chùa bằng tổ chức đã khép lại bằng chương trình thiền trà bế mạc với chủ đề hiểu và thương. Dưới sự hướng dẫn của quý thầy cô làng Mai, các khóa sinh đã cùng nhau niệm danh hiệu Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, đồng điệu âm vang khắp chốn thiền môn, tạo nên sự linh thiêng vô tận. Các bạn còn được hát những bài thiền ca dễ thương, quan chiếu được hơi thở và sự có mặt trong nhau ngay hiện tại, lắng nghe được âm thanh và cảm nhận hơi thở bình an bên quý thầy và các bạn đồng tu. Trong chính niệm của người con Phật, thiền trà khơi dậy sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng trong bản thân và sự hòa bình trong cuộc sống của các bạn. Thiền trà tuy đơn giản, nhã nhặn nhưng đem lại sự tập trung cao độ, mạnh mẽ trong một không gian tĩnh lặng, lại có sự hòa quyện của khói hương trầm quyện tỏa và vị trà thơm ngọt. Tại đây, đại diện các khóa sinh và các tình nguyện viên đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với quý thầy, những người đã không ngại vất vả, tổ chức nên khóa tu ý nghĩa này để các bạn có thêm nhiều người bạn mới cùng nhau sinh hoạt tu học dưới mái giả lam. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng ai nấy đều coi nhau như một đại gia đình mà ở đó có những người thầy, người cha tình cảm dịu dàng và lắng nghe tiếng lòng của những đứa con thơ dại. Ban đạo từ tại buổi thiền trà, Hòa thượng trụ trì thích Bảo Nghiêm, trưởng ban tổ chức đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi nhìn thấy sự trưởng thành của các khóa sinh qua từng ngày tu học. Các bạn trẻ đã rất đoàn kết, chăm sóc biết hiểu và thương nhau như một đại gia đình, Hòa thượng gửi lời tri ân đến quý phụ huynh đã yên tâm tin tưởng gửi gắm con em mình đến khóa tu. Suốt 6 ngày qua, các bạn không được dùng điện thoại và không được liên lạc với thế giới bên ngoài để các bạn có thời gian sống chậm hơn, quay về an trú với thực tại, học những bài học ý nghĩa để ngày một hoàn thiện phát triển bản thân hơn. Nơi đây, các gia đình trong khóa tu thật sự đã xem người thầy quản chúng như người cha trong gia đình, còn Hòa thượng với vai trò là người chỉ dạy các thầy quản chúng lại như một người ông của năm đứa cháu thơ dại. Hòa thượng xích tấn các bạn trẻ sau khi rời khỏi khóa tu, hãy biết yêu thương và tôn kính hai đấng sinh thành với tinh thần hiểu và thương. Bởi cha mẹ trong nhà là Phật ngoài đời, sự tâm huyết của Hòa thượng khi đặt cho 10 gia đình với những cái tên như hiểu thương, bao dung, tinh tiến, hoàn hỷ, đức hạnh, chân thật, đoàn kết, nhẫn nhục, từ bi và lắng nghe cũng chính là mong muốn của hòa thượng gửi gắm vào nơi các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nếu các bạn trẻ học được 10 điều đó, các bạn sẽ trở thành người công dân có ích cho xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, hòa thượng cũng nhắn gửi tới các bậc phụ huynh hãy biết lắng nghe và bao dung với con mình nhiều hơn, bởi nhà chùa chỉ cho các em được những liều thuốc giảm đau trong tâm hồn, nhưng người có thể chữa lành những vết thương lòng non nớt ấy lại chính là các vị, những người cha, người mẹ của các con. Khóa tu đã khép lại nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến trái tim của các khóa sinh, của ban tổ chức và của cả các bác công quả, các bạn tình nguyện viên sau nặng chịu. Thời gian tuy không dài, nhưng đủ để lúc chia tay, lòng ai cũng bùi ngùi quyến luyến không nỡ rời xa những cái ôm nhau thật chặt hẹn gặp lại, những cái vẫy tay tạm biệt đầy vấn vương, các khóa sinh quay trở về với gia đình, với cuộc sống xô bồ, nhưng những trải nghiệm quý giá và những tình cảm chân thành đến từ những người xa lạ sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp không bao giờ quên trong lòng tất cả những người tham dự.